Vân Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Sức khỏe và đời sống của VNTV. Thưa quý vị, trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với bác sĩ Thành Lê. Bác sĩ là Medical Doctor và bác sĩ Thành là bác sĩ Việt Nam đầu tiên tại San Diego chuyên khoa về thận và quan trọng là hậu điều trị sau khi mà chúng ta ghép thận. Và chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với bác sĩ Thành Lê ngày hôm nay. Trước hết xin chào bác sĩ Thành. Dạ, xin cảm ơn chị Vân Anh và xin chào quý khán giả của đài truyền hình VNTV. Bác sĩ Thành ơi, trước khi mà chúng ta đi vào cái chương trình đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó, bác sĩ có thể cho biết là bác sĩ yêu mơ ước trở thành bác sĩ ngay từ bé hay là từ lúc nào thì bác sĩ có cái tư tưởng là trở thành một vị bác sĩ? Dạ, Thành đã có mơ ước trở thành một vị bác sĩ từ bé là tại vì lúc còn ở Việt Nam hả Thành? Dạ, còn Việt Nam tại vì Thành có nhiều chú và bác cũng là bác sĩ Việt Nam. Thành gia đình làm bác sĩ không ạ? Thành từ lúc lớn lên, Thành cũng noi gương mấy chú và bác đó. Và khi mà Thành tốt nghiệp đại học 4 năm thì ở đâu và sau đó là theo học bao nhiêu năm để trở thành vị bác sĩ chuyên khoa về điều trị sau khi được ghép thận ngày hôm nay? Dạ. Tất cả là bao nhiêu năm? Dạ, tất cả thì cũng gần 15 năm. Wow. Thì sau khi học đại học thì Thành học trường y khoa ở St. Louis University. Và sau đó thì học về nội khoa 3 năm ở Baylor College of Medicine. Và sau đó thì học chuyên khoa về thận 2 năm ở University of Colorado. Và sau đó học chuyên khoa về điều trị sau khi ghép thận. Wow, tất cả 15 năm, một quãng đường rất là dài để trở thành một vị bác sĩ chuyên môn để mà phục vụ cho đời. Cũng nhân dịp là chúng ta đang vào cái mùa hè, các bạn trẻ đang trên ngưỡng cửa chọn cho mình đi vào lĩnh vực về y khoa, thì Thành có những lời khuyên gì đối với các bạn trẻ mà đang bước vào ngưỡng cửa y khoa mà nghĩ là sẽ có rất là nhiều khó khăn? Dạ, thì cái yếu tố nào để cho chúng ta có thể bền bỉ mà không có bỏ cuộc giữa đường? Dạ, cái yếu tố nhất là mình phải chọn một cái ngành mà mình thật là yêu thích. Và lúc nào cũng phải cố gắng để tiếp tục cái con đường đó, tại vì mỗi con đường nó đều có khó khăn, nhưng mà nếu mình cố gắng thì mình sẽ vượt qua được những khó khăn đó. Vâng, thưa quý vị, và chương trình đề tài đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó là đề tài suy thận. Dạ. Bác sĩ Thành ơi, như vậy thì bác sĩ có thể cho biết là tại sao bác chị chọn cái đề tài suy thận là cái đề tài đầu tiên của chúng ta? Dạ, bệnh suy thận là một cái bệnh rất là quan trọng và một cái bệnh rất là thông thường mà nhiều bệnh nhân có thể không biết đến là tại vì suy thận thường thường nó không có nhiều triệu chứng cho tới khi nào thận mình nó suy thiệt là nặng rồi. Dạ. Mà bệnh đó thường thường nó có thể dẫn đến biến chứng như là tai biến mạch máu não hoặc là bị đau tim, suy tim và cuối cùng nó có thể dẫn đến dĩ nhiên là hỏng thận và cần phải đi lọc máu. Như vậy thì bác sĩ có thể cho biết là cái chức năng của thận là thận đóng cái vai trò như thế nào trong cơ thể của chúng ta vậy bác sĩ? Dạ, thì cái đó là một cái câu hỏi rất là tốt. Mà thường thường mỗi người chỉ có hai trái thận, mà hai trái thận thì nó vị trí nó là đằng sau lưng dưới cái xương sườn. Mà cái năng suất của thận, chức năng của thận thì nó có ba nhiệm vụ chính. Một là lọc máu, là nghĩa là thận nó lọc hết những tất cả khối máu trong cơ thể một ngày khoảng chừng 30 lần thì nó lọc hết những chất dơ, những thuốc men hay là những mấy con vi khuẩn hay là những mấy cái chất mà cơ thể cần tiết ra ngoài thì nó lọc trong máu và nó tiết ra từ nước tiểu. Thứ hai là thận nó giữ một môi trường điều hòa cho cơ thể bằng cách là ví dụ một người mà nó thiếu nước thì thận nó thường thường nó giữ lại nước, hay là mình uống quá nhiều nước bị phù thì thận nó tiết nước ra để nó thường giữ thăng bằng cho cơ thể. Và cuối cùng là thận là nó sản xuất hai kích thích tố chính. Một là kích thích tố vitamin D là nó làm để cho xương mình nó bị cứng và nó khỏi bị rỗng xương. Thứ hai là một cái kích thích tố mà để nó làm xương tủy nó tạo ra hồng huyết cầu. Thành ra những người nào mà bị suy thận mạn thì có thể là bị thiếu máu.
Như vậy thì suy thận có mấy loại hay bác sĩ, hay là chỉ có một loại thôi? Dạ, thường thường suy thận thì nó có hai loại. Một là suy thận cấp tính, hay là suy thận mãn tính. Suy thận cấp tính nghĩa là thận nó tạm ngừng hoặc là nó yếu, là tại vì mình có những bệnh nặng khác, như là mình bị suy tim, mình bị nhiễm trùng rất là nặng, phải vô nhà thương, mình bị xơ gan, thì cái thận nó yếu hoặc là nó tạm ngừng. Nhưng mà lúc mà mình hồi phục, cơ thể nó hồi phục thì năng suất thận nó cũng hồi phục theo. Còn bệnh suy thận mãn thì thường thường là vì một cái bệnh khác, nhất là bị bệnh tiểu đường hoặc là bệnh cao máu. Thì mấy cái bệnh đó lâu năm thì nó sẽ dẫn tới suy thận. Cái vấn đề thứ hai là những người mà uống có nhiều thuốc men cũng có dẫn tới suy thận được. Như là mấy cái thuốc mà trị đau khớp xương, giống như là mấy cái thuốc ibuprofen, motrin hay là aleve, mấy cái thuốc mà có thể mua không cần toa bác sĩ hoặc là mua over the counter. Dạ, mấy cái thuốc đó mà uống lâu năm thì cũng có thể dẫn tới suy thận, hay là mấy cái chủ sinh, cũng có nhiều chủ sinh cũng có thể hại thận. Như vậy đó thì thưa quý vị, khi mà bác sĩ nói là có những cái loại thuốc mà đau nhức nó cũng mang tới cái bệnh suy thận, cho nên đôi khi mà nhất là chúng ta mua over the counter, cho nên thật là cẩn thận. Nhiều khi nó đau chút xíu thôi, chúng ta cũng không có nên lạm dụng những cái loại thuốc mà giảm đau như vậy hả bác sĩ ha? Và khi mà nói suy thận đó bác sĩ, thì làm sao chúng ta biết được là có những cái triệu chứng, dấu hiệu gì biết là chúng ta suy thận không bác sĩ? Cái đó cũng rất là khó nói. Khó hả bác sĩ ha? Là tại vì suy thận thường thường nó không có triệu chứng cho tới khi mình suy khoảng nặng rồi ha. Suy nặng rồi thì khi mà năng suất thận mình còn lại khoảng chừng 10-20% thì mình mới bắt đầu có những triệu chứng. Mà những triệu chứng về suy thận thường thường là mình có thể là làm biếng ăn, ăn không có ngon, hoặc là mình bị phù tay phù chân tại vì thận nó không có thải nước được, hay là bị mệt yếu là tại vì thận nó không có sản xuất kích thích tố để làm hồng huyết cầu. Và với lại nếu mà nặng nữa thì có thể là bị nôn mửa, khó thở, yếu sinh lý và không có tập trung được. Vâng, như vậy thì làm sao khi mà người có những cái triệu chứng như vậy mà đến văn phòng bác sĩ, thì làm sao bác sĩ định bệnh được là người này là suy thận? Đó là một cái Sao để mình diagnose hết bác sĩ? Thì thường thường là khi mà mình một người mà tới khám bác sĩ á, thì thường thường có hai cách có thể chẩn đoán được là người đó có bị suy thận hay không. Thì một á, là thử nước tiểu, thì thành thường thường coi là trong nước tiểu của cái người bệnh nhân đó có nhiều chất đàm hoặc là có máu hay không. Thứ hai là mình có thể thử máu, thì mình thử mình đo một cái chất gọi là chất creatinine, là một cái chất thông thường mà tiết ra từ bắp thịt mà mỗi ngày mà thận nó phải lọc. Mà nếu mà con người nào mà bị suy thận á, thì cái chất đó nó cao, thì nó càng ngày nó càng cao trong máu, tích lũy trong máu. Thành ra mình thử máu mình có thể biết được là cái năng suất thận của người đó là bao nhiêu. Vâng, và cách chữa trị là như thế nào bác sĩ? Cách chữa trị á, thì thường thường á, là nếu mà mình bị suy thận mãn tính á, thì thường thường á, là phải chữa cái bệnh mà nó dẫn tới suy thận. Một á, là ví dụ mà mình bị tiểu đường thì mình phải giữ đường cho thật là tốt, phải là giữ áp huyết. Bây giờ hiện tại thì nó không có những thuốc men mà nó làm cho năng suất thận nó bình phục hoặc là tốt hơn, nhưng mà nó có những thuốc mà nó làm cho cái sự suy thoái của thận nó chậm lại. Thành ra mình có thể kéo dài thời gian mà cho tới khi thận. Và cũng tùy theo từng trường hợp của mỗi bệnh nhân phải không bác sĩ? Cái tùy theo cái trường hợp mà hiện tượng bệnh của mỗi người. Và thưa quý vị, không ai muốn có bệnh hết phải không bác sĩ? Như vậy thì cái quan trọng là làm sao để mà bác sĩ có thể trình bày cũng như là hướng dẫn tới quý vị khán giả cách làm sao để chúng ta ngăn ngừa mà không có đi đến cái tình trạng suy thận. Thì nói về ngăn ngừa thì thật ra nó cũng không có thể ngăn ngừa được. Nhưng mà nếu mà những bệnh nhân nào mà có bệnh mà có thể dẫn tới suy thận giống như tiểu đường, cao máu, thì cái quan trọng nhất là một là phải cử hút thuốc lá.
Thứ hai là tập thể dục nhiều. Thì tập thể dục thì có thể giảm áp huyết và làm cho tốt chất đường. Thứ ba, quan trọng nhất là phải cự ăn muối, nhất là ăn những thức ăn mà nó mặn, hay là ăn nhiều nước mắm, hay là mắm tức là tương. Ăn lạt là tốt nhất hả bác sĩ? Dạ, ăn lạt là tốt nhất. Với lại cự những ăn cái thức ăn mà nó là có muối sẵn rồi, giống như là bò kho, bò khô hay là mấy cái mực khô đồ vậy. Thưa bác sĩ, như vậy thì với những người mạnh khỏe, tức là không có bị tiểu đường, cao máu, với những người mà không có nguy cơ bị suy thận đó, thì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng nên làm gì để mà không có hại đến cái thận của mình bác sĩ? Dạ, thì cái đó là cái yếu tố chính là một là phải uống nhiều nước Dạ, để giữ cho cơ thể mình nó thăng bằng. Thứ hai là không nên hút thuốc và nên tập thể dục, thì cái đó thì nó có thể giúp cho sức khỏe. Khi mà nói là uống nước đó bác sĩ, thì bao nhiêu là đủ? Bác sĩ có thể cho một cái, nhiều khi nói là quý vị phải uống nước đủ, thì làm sao mình biết được một ngày mình uống bao nhiêu ly hay là bao nhiêu lít nước thì là đủ cho một người thưa bác sĩ? Dạ, cái đó thì cũng tùy theo bệnh nhân, tại vì có nhiều bệnh nhân người ta bị có bệnh tim thì người ta không có thể uống nước nhiều được, hay là đã bị suy thận nặng rồi thì cũng không nên uống nước nhiều. Nhưng mà bệnh nhân nào mà đã chưa bị suy thận á, thường thường á, người ta nên uống là khoảng chừng từ 2 cho tới 3 lít nước mỗi ngày để cho thận nó hoạt động được tốt. Vâng thưa quý vị vừa theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống ngày hôm nay với bác sĩ Thành Lê. Bác sĩ Thành Lê là bác sĩ Việt Nam đầu tiên tại San Diego của chúng ta, chuyên khoa thận và đặc biệt là hậu điều trị sau khi ghép thận. Và với cái đề tài ngày hôm nay là suy thận. Thưa quý vị, bác sĩ Thành có phòng mạch tại San Diego của chúng ta với địa chỉ là 4440 đường Euclid Avenue, số điện thoại là 619-521-6812. Cảm ơn bác sĩ Thành rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và chúng tôi xin thân ái chào tạm biệt.